Thưa quý vị, không chỉ có chợ Hoa Xuân đường 2 tháng 9, hiện nay hoa Tết đã tràn ngập nhiều nẻo đường trung tâm lẫn ngoại thành Đà Nẵng nhằm tiếp cận gần hơn với người mua. Thế nhưng sức mua nhìn chung vẫn khá chậm, khiến người nông dân trồng hoa cây cảnh Tết vô cùng lo lắng. Tại khắp các tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hoa Tết đã xuống phố, rộn ràng hương sắc và đa dạng chủng loại hơn từ 3 đến 4 ngày nay. Không chỉ có các nhà vườn ở Đà Nẵng, mà nông dân một số địa phương lân cận cũng mang hoa cây cảnh Tết ra Đà Nẵng với mong cầu sức mua khởi sắc hơn những ngày cận Tết. Nhà vườn mình thì ở Quảng Nam ra đây được khoảng 5 đến 6 ngày rồi. Nhưng mà giá cả thì thấp hơn so với mọi năm, nhưng mà sức mua thì vẫn chậm. Hiện tại bây giờ thì mình bán cũng được ít, cũng được vài chậu thôi, chứ chưa được nhiều. Mình kỳ vọng thì mọi người sẽ mua hoa để mà ủng hộ cho những người nông dân. Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, thế nhưng sức mua hoa cây cảnh Tết tại Đà Nẵng nhìn chung vẫn chưa có dấu hiệu ấm lên, khiến cho các nhà vườn đứng ngồi không yên. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, năm nay nhiều hộ trồng hoa tại Đà Nẵng đã giảm quy mô số chậu, tuy nhiên tình hình tiêu thụ vẫn không mấy khả quan. Hoa năm nay đầu ra là nó cũng dỗm đây, nhưng mà phân bổi thuốc men hay là công cón đồ chi nó cũng đều tan hết. Mong muốn của mình là Tết này là bán thu hồi vốn là cảm thấy là vui lắm rồi. Theo khảo sát, giá hết các loại hoa cây cảnh ngày Tết khá bình ổn, tương đương so với năm ngoái. Cúc đại đoá từ 650.000 đồng trên một cặp, quật từ 800.000 đồng trên một chậu cỡ vừa, các loại hoa treo chỉ từ vài chục ngàn đồng một chậu. Người nông dân đang mong ngóng những ngày cận Tết, tình hình tiêu thụ khả quan hơn để mùa Tết này không lâm vào cảnh vừa giảm giá vừa lỗ vốn.